đây là chiếc phòng làm chờ một chút. Ở đây là phòng làm việc của chú Thảo. Ở đây là cái phòng của mẹ Hạnh với lại chú Thảo để ngủ. Chỗ này là để lấy sữa. Rồi chỗ này nè là để lấy đồ ăn, rồi lấy mấy cái đồ dậy. Chỗ này là cái xúc xôi. Ở đây là chỗ bếp để làm đồ ăn. Chỗ đây là phòng ngủ của con, rồi mấy cái đồ chơi của con. Cái này nó giống cái nhà của mình mà đang chơi ở trong nhà của mình. Rồi vậy, cảm ơn để nghe. Bye bye.